Ai mình đang ở chợ chợ cuối tuần chợ cuối tuần không biết là ngày thường có weekend market này là thứ bảy mình đi thứ bảy luôn. Đây vừa mới vô cổng thôi, nó bán rất là nhiều món đồ thổ cẩm, thức ăn, thức uống, trái cây. Bên trong đó là cái lòng chợ đó, còn bên này là cái viền. Mình đi cái viền thơ thơ trước rồi mình sẽ đi có cái gì qua hot thì mình quay lại. Đây, cái này là cái phía viền ngoài của chợ đó, còn vô trong cái lòng chợ thì nó rộng nhiều khu lắm. Đây, bán đồ ăn, kiếm đồ ăn ăn đi, ăn trưa đi. Mình đi khảo sát sơ sơ thì nước suối là 10 bạc, nước trái cây thì 20 bạc. Riêng cái món pad thái thì báo với mình là 100 bạc thôi. Ăn này không? Ăn rau trộn thôi. Đây cũng có pad thái nè thôi. Đây món pad thái nè. Du lịch nè. Trộn lên ăn đó. Này là tôm dùm. Tôm dùm đúng không ạ? Cái màu không màu cam lắm. Thì thích ăn gì ăn? Bắt đầu cái kiểu ăn vô xong rồi mắt liêm 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 phê người ngon quá không quá nó ăn đi sao nó chửi anh chết. Nhưng mà theo em nghĩ là rồi chơi mình không được diễn đúng rồi. Anh đâu có được yêu mình phải mặc chơi phục sự vậy mình giả bộ hững hờ thôi. Rồi thôi mình ăn tôm dung nè, quay lại vấn đề mình ăn tôm dung. Mình đang ở chợ Cha Tu Chát ăn món tôm dùm, tới chợ Tơ Chi Chát ăn món tôm dùm nè. Kia là món pad thái, hai món cơ bản nổi tiếng. Hy vọng là đây là có sa tế nè, chưa gì là thấy cay rồi đó. Có bò viên, thịt heo, có hủ tiếu. Đưa miệng vô khác mấy chỗ kia không? Khác luôn hả? À. Hay mình ăn thử miếng nè. Chua chua nè, cây cây mà ăn hàng ở đây không biết là có đúng hương vị gốc không.
đi bên hông của chợ Tân Trác cái cổng vô. Thôi mình ăn đây. Cái món ở đây giá là bách thái thì 100 bạc. Tôm dung này 70. Mình trả giá nó chửi vô mặt mình. Nhưng mà mình cũng có đã cố gắng trả giá rồi. Rồi ăn đây. Đây cái chỗ này là chỗ check-in. NDC cổng vào số 2, cổng vào 2. Nhiều người đứng đây coi bản đồ rồi chụp hình. Rất là nhiều cái ô đó. Đây mình sẽ đi rồi thấy cái gì hay lạ mình quay tiếp. Đây có cái quán cơm, nguyên một cái chảo cơm to. Ở đây có cái trung tâm thương mại mới mở là MIXT nè. Nó cũng mới mở. Năm trước thì mình chưa thấy rồi. Giờ mới có. Bán quần áo, bán đồ ăn thời trang. Nhiều món lắm. Cái áo hả? Áo này 280 đồng. 280 áo tôm vuông. Size M mà, size M hơi nhỏ. Quầy có quầy bánh kẹo trái cây các thứ nữa nè. Rồi mình sẽ đi lựa thử món luôn. Này. Coconut. Coconut à. I can try. Okay. Oh yeah 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 yeah. Hey, ông bánh nè. Kêu dưa. Thơm lắm. Thơm là thơm mùi hay là thơm ấy đúng không? Thơm dẻo. À bánh dừa. Bánh su xe dừa đúng không? Nhiều người thử, tôi cho thử. Ăn mua mức đồ ăn Tết đi. Ừ đúng rồi đó, mua mất Tết đi. Cái bịch kẹo đó bao nhiêu? Nào, màu trắng nữa. Mấy cái bịch kẹo này nè. Tarro. Khoai bịch. Khoai môn. Hỏi bao nhiêu tiền? 100 bạc. Anh kia chụp bay khoai thì bạn mua 3 tặng 1. Khoai. Dạ, mua 5 tặng 1. 100
Nãy giờ là mình mới đi được một cái góc vuông của chợ thôi. Chợ có hình vuông rồi. Ở bên trong nãy giờ đi ngoài rìa nhiều quá, chắc quay sơ sơ thôi. Rồi, để coi lát có gì mình quay tiếp. Ê, cái này mua cái này mình đi mặt nè. Quần hợp. Bán mà anh bán tài khoản luôn. Ừ, có tài khoản hút mà. Cái này mặc đi chơi hơi bị ngầu nha. Cái bên rồ hả? Material. Áo đẹp ghê á. Đi một vòng rất là nhiều quán, rất là nhiều quầy. Giờ mình đi ra cổng, mình đi về. Đây cũng có chị bán vé số, biểu diễn nhạc. Rồi mình ra cổng, mình đi về đây. Cổng số 3. Rồi, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình.